베트남 방송에선 어떤 소식을 전달했을까요? 베트남 소식, 베트남 뉴스. Quý vị, bản tin 6 giờ ngày hôm nay 31 tháng 1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 14 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng tại 5 địa phương. Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ 29 tuổi, địa chỉ thường trú tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là trường hợp có chồng là bệnh nhân 1565 và con là bệnh nhân 1652, là hai trường hợp mắc bệnh trước đó có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Hòa Bình ghi nhận 2 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, có tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân mắc trước đó tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1694. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca bệnh mắc mới đều ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 31 tháng 1, Việt Nam có tổng cộng 914 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 221 ca. Ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo yêu cầu người từ vùng dịch phải khai báo y tế và tiến hành xét nghiệm, hàng trăm người đã tự nguyện trình báo. Tính đến đầu giờ sáng nay 31 tháng 1 đã có kết quả xét nghiệm bước đầu những người đến thành phố Hồ Chí Minh từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế đã tiếp cận lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 349 người, có 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh. 7 có kết quả âm tính, 1 dương tính là bệnh nhân được công bố ngày hôm qua. Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 1, có 69 người từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương khai báo, trong đó 23 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả. 211 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn, trong đó 21 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Từ ngày 28 tháng 1 trở đi, có 55 trường hợp rời khỏi Hải Dương, trong đó 6 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả. 6 người đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố và đang chờ kết quả xét nghiệm. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo về việc cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn một tuần. Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu nghỉ học từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 02 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi diễn biến của dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn thành phố. Trong một diễn biến có liên quan, sáng sớm nay, gần 80 người, trong đó có giáo viên chủ nhiệm và 35 học sinh lớp 3E, trường tiểu học Xuân Phương đã đi cách ly tập trung. Nguyên nhân là cháu NDNK, học sinh lớp 3E, con của bệnh nhân 1694, công nhân nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, đã được xác định mắc COVID-19.